Vâng, xin chào tất cả các bác. Đây là con 9090DB siêu phẩm của Sansui em mới cập bến. Con này đã bay về, mời các bác cùng xem độ đẹp từ những nấm nút trước nha. Cái này phục vụ như các bác những con hàng đấu giá về, đúng chất, hàng bãi về. Còn cả tem đôn bay luôn nha các bác. Đây là lên đèn tuyệt vời luôn nha. Đấy. Gồng máy rất đẹp nha. Máy đẹp long lanh luôn nha các bác, không một điểm trừ. Rồi sau đây mời các bác cùng xem vỏ gỗ nhé. Con này sexy vàng nha các bác. Con này thì lâu lâu mới có, rất là lâu mới có hàng về. Bác nào yêu thích và muốn sở hữu con 9090DB đình đám của hãng Sansui thì alo cho em nhé. Con này thì chạy 8 con sò sách Toshiba chữ đỏ nha các bác. Còn con 9090 thường thì chạy sò xanh Ken nha. Và con này là series là 0550 nha các bác, số series rất là đẹp nha. Đây là cái anten 8 sò sách Toshiba chữ đỏ và logo. Con này chạy 4 cầu điện nha, 300 loa. Những con này thì nếu các bác đã quan tâm thì cũng đã quen thuộc rồi, em không cần giới thiệu nhiều. Cơ bản là cái đồ đẹp của con Amley này em sưu tầm về. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em chính qua hai số điện thoại trên. Rồi sau đây em sẽ mở nội thất bên trong để các bác cùng ngắm nghía luôn nha. Vâng, đây là nội thất bên trong của con 9090DB sexy vàng. Mời các bác cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. 4 cầu chì sứ còn nguyên luôn nha các bác. Cầu chì sứ riêng của nó còn nguyên luôn nha. Sexy 7 màu, đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn nha. Bác là sưu tầm alo liền xe, chỉ có một con duy nhất thôi nha các bác. Sansui 9090DB giá 52 triệu đã bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ em bớt vài trăm ngàn để các bác cà phê cà pháo nha. Còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên, em ship hàng toàn quốc. Giá bên em luôn luôn bao ship, nếu các bác cọc tiền thì em vẫn bao ship, nhờ phí thu hộ là 1% trên giá trị thu tiền, các bác lưu ý. Cứ thu 10 triệu là tốn 100 ngàn nha. Còn tiền ship thì em đã lo hết cho các bác rồi, từ những sản phẩm nhỏ cho đến sản phẩm lớn đều bán bao ship cho các bác nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo. Bác nào có nhu cầu về con 9090DB này thì alo cho em nha.